Vâng, em Khả Năng Ô Tô xin kính chào tất cả quý bà con, các bác, anh chị cùng toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ Khả Năng Ô Tô Hải Phòng. Khả Năng Ô Tô về khá nhiều xe các bác nhé. Có những mẫu xe mà em chưa rửa hoặc chưa vệ sinh em cũng muốn để review cho bà con, các bác, anh chị này. Con số tự động màu đỏ này thì khóa cửa mất rồi, không nói. Chúng ta nhìn thấy cái con mà xe mà em mới về này. Đấy, rất nhiều anh em mong đợi nhé. i10 đời 2010, i10 đỏ đời 2015 nhá, bản đủ các bác nhé. Đấy, quay thế thôi. Phần tập trung chính vào cái nhân vật chính chúng ta là con XO 4X kép đời 2011 nhé. Nó loanh quanh 209 bán luôn, không để làm gì cả. Động cơ dòng này 2.3, những dòng xe của Mỹ này các bác nhé. Đi sướng lắm, con này nó đi kìa. Cảm giác như kiểu nếu mà Santa Fe máy xăng chưa chắc ăn được nó luôn. Thực sự luôn, giá lại rẻ. Gầm cao máy thoáng 4X kép đời 2011 các bác nhé, đời cao luôn. Form mới, là đang đúc. Đấy, mang lớp sơn màu đen, biển Quảng Ninh, tư nhân như một chủ từ mới hay sao đấy anh em ạ. Xe đẹp từ đầu đến chân luôn, sơn zin còn tầm khoảng 90%. Đấy, các bác nhìn đây. Form dáng của nó thì thực sự là cái dòng XKEP này nhá. Anh em nào đã chơi dòng này thì không bao giờ chơi được dòng khác. Vì nó dòng SUV hạng sang mà. Đây. Đấy, nhìn nội thất từ trong ra ngoài nó đều đẹp, nét căng luôn. Dòng này anh em nào bảo taxi dịch vụ em đốt xe ngay lập tức. Vì không ai lấy cái dòng này dòng xe taxi dịch vụ cả. Nói thật với các bác, về với động cơ 2.3 số tự động thì dòng này nhá, là nó sẽ tiêu hao khoảng tầm hơn chục lít trên 100 km. Nhưng mà nó là dòng xe sang anh em phải chấp nhận. Vì sao ạ? Vì cái bản thân trọng lượng của nó nặng hơn so với dòng xe khác. Nó nặng hơn rất là nhiều. Nên là nó bao giờ nó phải có một cái máy to để nó kéo. Nhưng cái dòng này riêng đi đồi đi núi nhá, nó tiết kiệm hơn so với dòng xe anh em đi đường bằng. Những cái xe có nhỏ nhỏ 1.0 i10 kia, anh em đi đường bằng thì rất tiết kiệm nhiên liệu. Nhưng mà nếu đi núi nhá, anh em trở lặng mà đi núi neo đồi neo dốc, không bao giờ tiết kiệm bằng con này. Chính vì thế đây là cái dòng xe địa hình luôn. Kể cả ngoài đi đường trường anh em nhé, 2.3 thôi. Nhưng mà nó sẽ tiêu hao hơn, nhưng mà để mà nó kéo đồ kéo người đấy, hay là kéo lên đường lên cầu ấy, thì dòng này là nó tiết kiệm nhất. Vì nó khỏe hơn, đi nó sướng hơn. Đấy, anh em phải so sánh như vậy thôi. Form dáng thì không đâm vào đâu, không va vào đâu, nó còn nguyên. Hai quả đèn còn nguyên đi theo xe này. Nội thất này, anh em xem nội thất nhé. Đăng kiểm mới nhá, tháng 1 năm 2023 miên man. Đây, anh em nhìn nội thất này. Úi trời ơi, như mới, thơm phức. Các bác vào xe thơm phức luôn nha các bác nhé. Đây là nội thất này, rất là mới và đẹp này. Đời tận 2011. Đấy, củ số đây còn nguyên hết, tất cả nguyên zin. Anh em nhìn thấy chưa, rất là đẹp luôn. Có túi khí và phanh ABS 4 bánh. Dòng này phiên bản XRS thì nó là một cầu. Còn cái phiên bản XRT thì hai cầu, nó sẽ tốn xăng hơn một chút nếu anh em neo đồi. Nhưng mà thực sự là cái dòng một cầu này đã là khỏe lắm rồi. Chấp mọi quả đồi các bác nhé, neo thoải mái luôn. Đây này, bên sần cánh cửa các thứ này, đẹp lắm, keo chỉ zin, không đâm đụng gì. Bao chắc luôn, anh em đi không một tiếng kêu, gầm bệ chắc lịch. Đấy, cốp đằng sau nó có hai chế độ mở. Một cái này mở cái cốp to này, một cái thì anh em có thể mở cái lốp cốp bên trên này. Đấy, để cho chị em phụ nữ đi đồ, mua đồ hay đi chợ thì anh em có thể. Đó, rất là đẹp các bác ạ. Rồi, tập trung vào nhân vật chính nhá. Đây là chính thứ nhất, đây là chính thứ hai. Xe này vừa mới mua được, vừa về đến đây, chưa rửa, chưa làm gì cả các bác nhé. 15A19607, biển này từ đầu. Nhưng mà mới sang tên lần thứ hai, sang tên người thứ hai thôi thì nó ra cái biển lần ngoằn kia. Thế còn là xe vẫn ở Hải Phòng, gốc Hải Phòng luôn, và chính là cái biển này từ đầu luôn. Đại lộc và không thất bát. Đấy, con xe biển VIP luôn. Anh em nào lấy được con xe này thì phải nói là nó zin từ trong ra ngoài anh em. Keo chỉ zin. Thế nhưng máy còn zin các bác nhá. Mang lớp sơn màu đỏ, đỏ zin theo xe không phải đỏ đổi nhá. Giá thì em bán khoảng tầm 238 triệu đời 2015. Nhưng đây là phiên bản đủ, có túi khí, phanh ABS 4 bánh nhá. Túi khí và ABS 4 bánh. Nguyên bản theo xe, có khóa khiển thông minh, khiển cửa thông minh, đèn đổ start stop. Tay cửa có phím bấm tích hợp cái cảm biến dạng như là cái khóa cửa thông minh đấy. Bấm vào đây này, khi chúng tôi cầm chìa khóa gần người, chúng tôi bấm vào đây nó sẽ tự khóa, tự chốt nhé. Đây về phải lộ thất xe này các bác nhìn, bẩn thôi rồi. Thì vừa mới mang về đến đây đã dọn đâu. Đấy, có màn hình Android, có cam nùi, trần nỉ nguyên bản. Ghế da đẹp sạch sẽ, nhẵn thín bóng loáng. Đấy, củ số vô lăng này, phím bấm tích hợp vô lăng. Keo chỉ zin toàn tập các bác nhé. Đây này, em vừa mới mua được nhé, vừa đổi xe cho người ta. Đổi Vios, lấy i10 mang về. Đổi Vios 2015, lấy con này mang về. Đấy, nên là nhà chủ nhà người ta đi Tết đến giờ chứ chưa đổi xe đâu, ông này bẩn thật đấy. Xe thì rất là sạch này, rất là đẹp nhé, không bị xước nhiều. Nhưng mà ông đi dẫm chân nên bẩn. Trời nó cũng bẩn mà, mưa phùn mà. Nhưng mà phải nói bẩn hay không bẩn thì có con xe ô tô đi nó vẫn sướng hơn nhiều các bạn. Đây, độ zin của nó thì không thể tránh được. Đây này, bên sần rất là đẹp đều nhá.
Các bác nhìn không? Rất nhìn kỹ kỹ nhá. Đều đẹp này, không bị nhẵn, không bị trơn. Đời 2015 này, bên trong còn có hai quả lốp cơ. Đấy, có hai quả lốp này. Đây. Đấy, lốp người ta thay ra mình vẫn xin luôn về để nắp vào. Còn khác, con nào mà nó chơi quá thì mình nắp vào. Tại vì bọn em làm gì có tiền mà mua lốp mới mà nắp cho các bác được, thực sự luôn. Nó hợp lý thôi, con nào nó người ta thay sẵn thì mình để thôi, chứ còn con nào mà cũ thì mình khắc phục thôi. Lốp Michelin luôn nhá. Đấy. Là đang đúc này. Đầy đủ hết. Xe thì vừa mới đi về thì chưa có rửa dọn gì thì em trời tối rồi em tranh thủ em quay. Phục vụ cho bà con các bác anh chị nào mà quan tâm đến mẫu xe i10 đời 2015 bản đủ nhá, bản đủ này. Có túi khí, có phanh ABS 4 bánh các bác nhá. Đấy. Có điều hòa. Có gì nhỉ? Có delay start stop. Bàn đạp chân côn, chân phanh, chân ga này. Đấy, rồi thì ốc sườn, ốc sung này, rất là ngon luôn. Em cam kết luôn là khoang máy sẽ rất là bẩn. Vì qua tay thợ thì bọn em mới làm sạch lên được, chứ còn nếu mà để nhân dân đi thì hầu như khoang máy rất là bẩn vì các bác kinh không dám rửa. Thì bọn em cũng thế đấy, kinh lắm, không nên rửa nhé, thấy chưa? Không nên rửa ở máy zin luôn các bác nhé, máy zin luôn. Xe đẹp đấy, keo chỉ là sơn hồng trong zin cả luôn, keo chỉ zin cả xe. Đấy, con này đẹp mà cứng này, khoảng tầm 238 triệu, màu đỏ xịn nhá. Anh em nào nội hẹn màu đỏ thì em xin phép được quay sớm nhất. Bác nào xem được cái video này làm ơn hãy đặt cọc ngay để giữ xe. Số điện thoại 0326062759. Em vẫn tên là Khả Năng Ô Tô. Chưa đổi. Khi nào vỡ lỡ đổi ngay. Đây các bác nhìn này. Đấy. Thông số kỹ thuật của nó thì với động cơ 1.0 thì dòng này nó chỉ tiêu hao tầm 5 lít xăng trên 100 km mà thôi. Rất là tiết kiệm nhiên liệu. Được cái chiếc xe này là màu sơn đỏ nguyên bản từ đầu các bác nhé, không phải là màu sơn đổi màu hay là gì đó. Màu sơn đổi màu thì bên em bán rẻ hơn một khoảng tầm 15-20 triệu là bình thường. Nhưng mà sơn càng đẹp càng tốt, không quan trọng đổi màu hay không đổi màu. Nhưng chiếc này nó là sơn sẵn thì anh em thích thì anh em lấy, không thích thì anh em có thể lấy màu trắng, màu bạc bên em còn rất là nhiều. Đấy, 238 triệu đồng mà thôi, một chiếc xe bình thôi rồi. Nhưng ngày mai lại sạch đẹp ngay, chỉ cần rửa nữa, chỉ cần rửa thôi, dọn nó thất phát là ngon ngay. Con xe này về không cần làm gì cả, sơn xi căng bóng hết rồi. Căng bóng lắm, không cần làm gì, vừa chạy về nó bình thôi. Đấy, màu đỏ mận chín rất đẹp nhé. Ngoài ra thì bên em có i10 2018 kia. Anh em nào không thích đời thấp thì anh em lấy con bản thiếu đời 2018 form mới, sedan hai đầu mà em bán có 268 triệu. Không thì có một con 2016 vừa về cập bến biển Hà Nội, màu trắng nhá, i10 sedan hai đầu. Em bán có 240 triệu anh em ạ. Đây, thì con này này. Không thì Kia Morning này có 170 này. Múc luôn. Đời 2014 luôn. Ngoài ra thì có City Top mới về nhá, City Top mới về đời 2018 bán 458 triệu. Đây biển Hải Phòng 15A37766 đây. Đó, rất là đẹp, một chủ thứ mới, xe đẹp luôn. Số tự động các bác nhá, City Top số tự động. Yêu nội thất là hoàng gia, sợ thật. Hoàng gia luôn anh em. Đấy, từ trong ra ngoài. Màn hình rồi, nội thất thảm sàn 3D các thứ. Nói chung là màu trắng ngọc trinh này, anh em đi mua đi Tết thì giờ này bán đây. Màu đỏ còn ra các em còn mấy con màu đỏ đây, Kia Coupe này. Coupe thì bây giờ giá nào chả bán, 290 bán luôn. Đời 2009 Kia Forte Coupe nhá, số tự động, động cơ 1.6. Hay là bên cạnh này có 298 triệu con Mitsubishi Lancer Fortis đời 2010. Dưới kia vẫn còn con đỏ kia. Toàn xe màu đỏ thôi. Kia Morning đời 2016 màu đỏ bên em bán có 208 triệu. Đấy, một con này và biển 36 này bán có 170. Múc hết anh em nhé. Còn rất là nhiều xe phục vụ bà con các bác anh chị trong cái mùa Covid và mùa Tết ra này. Hiện tại bây giờ mua xe rất là khó, anh em nào bán xe thì Khả Năng Ô Tô mua giá rất là cao nhé. Hãy gọi cho Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Sở hữu những mẫu xe mình yêu thích với giá hợp lý. Giá rẻ cũng có, giá đắt cũng có. Đấy, xe đẹp có, xe vừa vừa có. Không làm xe đâm đụng mà tai nạn nên anh em cứ an tâm. Có cam kết bằng văn bản cho bà con của ba anh chị luôn. Chiếc này là chiếc Ford Fiesta. Ngày trước ở đây một lần rồi và bán cho nhân dân, bây giờ nhân dân lại bán lại đây. Đấy. Chiếc này thì đời 2011, số tự động nhé. Bên em chào bán mức giá là 268 triệu đồng, thì để cho bà con 26 thôi, còn ba hồ sơ được cái biển Hà Nội nữa. Rồi, chân thành cảm ơn tất cả quý bà con các bác anh chị đã quan tâm theo dõi những clip của Khả Năng Ô Tô. Xin kính chúc tất cả anh em, cô bác, quý chị, anh chị là một năm mới vui khỏe, hạnh phúc, thành công, may mắn. Xin chào mọi người trong những clip tiếp theo.